Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được từ các tờ báo nổi tiếng trên thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, tình hình Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng khi con đập Tam Hiệp vào trưa ngày hôm nay lúc 11 giờ 20 phút đã bất ngờ bị một cơn bão siêu mạnh mạnh tới 7,1 độ Richter. Hiện tại, tình hình con đập đang ngàn cân treo sợi tóc khi vào trưa ngày hôm nay, một cơn bão được cho là mạnh với 7,1 độ Richter đã xảy ra tại con đập Tam Hiệp tại thành phố Wuhan, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, khiến cho con đập Tam Hiệp vỡ 3 chân móng và một cửa giả. Hiện tại, ông Tập Cận Bình đã cho sơ tán khẩn cấp 100 triệu dân ở các tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Quảng Đông đến các đỉnh núi cao như Vạn Lý, Trường Thành để tránh trú, bởi vì con đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hiện tại, tình hình cho là ngàn cân treo sợi tóc. Thưa quý vị và các bạn, trưa ngày hôm nay, một trận động đất mạnh, siêu mạnh với cường độ được cho là mạnh nhất thế giới đã làm cho con đập Tam Hiệp của Trung Quốc rung chuyển. Hiện tại, ông Tập Cận Bình đã cho điều động khẩn cấp 5 tiểu đoàn và 3 tiểu đội đến trực chiến 24/24 giờ ngay sát chân móng Tam Hiệp, nên những phương án phòng con đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hiện tại con đập Tam Hiệp đã vỡ một nửa rồi, còn một nửa nữa thôi. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, những trận động đất liên tục xảy ra tại phía Trung Quốc khiến cho toàn bộ đất nước của Trung Quốc rung chuyển. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình phải nhận những cái hậu quả đầy đau thương do mẹ thiên nhiên ra tay. Bởi vì trong thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã cho tàu dân phòng, tàu hải cảnh, tàu đánh cá và các tàu lớn của Trung Quốc ra ngoài khơi Biển Đông, thụy uy sức mạnh hòng chiếm Biển Đông về tay cho Trung Quốc. Các nước nói rằng các nước sẽ bắt chặt tay nhau, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mưa chồng mưa, bão chồng bão liên tục xảy ra tại Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc giờ tan hoang, không khác gì sa mạc Sahara ở phía châu Phi. Đó chính là mẹ thiên nhiên và ông trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đã gây ra rất nhiều tội lỗi cho thế giới này. Chính Trung Quốc là tác giả của con Covid-19. Để bây giờ, thế giới đang phải lao đao, người dân đang phải khổ cực. Có hàng trăm ngàn người nhiễm Covid-19 và hàng ngàn người đã tử vong. Đây là một con số hết sức đau thương. Tất cả đều do chính quyền Trung Quốc, tất cả đều do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Và bây giờ, hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc phải gánh chịu những cái hậu quả đầy đau thương do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc và trừ khử Bắc Kinh. Chính quyền ông Tập Cận Bình là một chính quyền tham lam, ngông cuồng và bành trướng. Chính quyền Trung Quốc là tác giả của con Covid-19, để bây giờ thế giới rất khổ cực vì con Covid này. Thưa quý vị và các bạn, nếu mà con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Khi đó, bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Đây được cho là một thông tin cực kỳ buồn cho chính quyền Trung Quốc và ông Tập Cận Bình và hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc. Nhưng lại là một thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới, bởi các nước nói rằng chỉ có như vậy thì Trung Quốc mới bị xóa sổ, và chỉ có như vậy thì phía ông Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc sẽ không dám lộng hành và bành trướng được nữa. Đây là một thông tin mà thế giới nói rằng thế giới sẽ bắt chặt tay nhau, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, mưa chồng mưa, bão chồng bão liên tục càn quét ở phía Đông, phía Tây, phía Nam của Trung Quốc, khiến cho người dân của Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Theo thống kê nhanh, tờ báo China Morning Post cho biết, mùa mưa lũ năm nay, Trung Quốc thiệt hại lên tới 7 tỷ đô la Mỹ, và đây được cho là một con số cực kỳ đau buồn cho chính quyền Trung Quốc trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì 600 triệu người dân của Trung Quốc đang vô cùng là run sợ. Nếu con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm, và sau đó Trung Quốc sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc trên bản đồ trên thế giới nữa. Và tất cả những thông tin trên chúng tôi sẽ liên tục cập nhật, update gửi tới cho quý vị và các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ,
chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn tình hình mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 của nước ta hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Y tế cập nhật gần 4.000 F0 nặng đang điều trị, xem xét đưa kit xét nghiệm COVID-19 vào diện bình ổn giá. Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi hơn 863.300 ca mắc COVID-19. Trong số các ca đang điều trị có gần 4.000 ca nặng, cao hơn so với vài ngày trước đây. F0 trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành tăng, xem xét đưa kit xét nghiệm COVID-19 vào diện bình ổn giá. Kính thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam chúng ta kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.026.520 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số quốc gia nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam nhiễm đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.418 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến Xin lỗi quý vị, đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.021.493 ca. Trong đó có 860.494 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đây là những con số tích cực và rất vui cho Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, có 3 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn 14 ngày qua là tỉnh Yên Bái, tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Cao Bằng. Đây là 3 tỉnh khắc phục dịch bệnh COVID-19 khá tốt. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh là 447.428, Bình Dương là 243.497, Đồng Nai là 78.073, Long An là 36.536, Tiền Giang là 20.780 ca. Thưa quý vị, chúng tôi mới cập nhật được một thông tin mới nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội cần sớm mở cửa lại trường học. Chuyên gia cho rằng các địa phương nên mạnh dạn mở cửa lại trường học, nhất là trong bối cảnh nước chuyển sang thích ứng an toàn dịch bệnh COVID-19. Trận dịch COVID-19 lần thứ 3 vừa cơ bản kiểm soát vào đầu năm, thì đợt dịch bùng phát thứ 4 tiếp nối với mức độ nghiêm trọng hơn. Dịch liên tiếp bùng phát ở nhiều khu vực, từ Bắc vào Nam, sau đó lan rộng khắp cả nước, khiến việc học tập của hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng. Trong khi lãnh đạo Bộ Y tế và nhiều chuyên gia cho rằng không nên chờ trẻ tiêm đầy đủ vaccine hoặc hết dịch mới mở cửa trường học. Nhiều địa phương hiện vẫn còn thận trọng chưa cho học sinh đến trường. Mức độ lây lan nhiễm ở trường học thấp. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiều nghiên cứu có thấy ở trường học nguy cơ lây nhiễm thấp. Ông dẫn lại một nghiên cứu lớn nhất về COVID-19 tại trường học ở Mỹ. Nghiên cứu này xem xét hơn 90.000 học sinh và giáo viên ở Bắc California trong 9 tuần vào mùa thu năm 2020. Theo dự báo ban đầu của bác sĩ, có khoảng 900 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng khi các nhà nghiên cứu theo dõi liên hệ để tìm các trường hợp lây nhiễm thì liên quan trường hợp học sinh được xác định 32 ca. Thưa quý vị và các bạn, thông tin tiếp theo, Mỹ mở cửa cho du khách người Việt dục dịch nên kế hoạch đi lại. Thông tin Mỹ mới nới lỏng hạn chế nhập cảnh được áp đặt cách đây 19 tháng. Một số người đang tìm hiểu về nên kết kế hoạch du lịch công tác với xứ cờ hoa. Trước đại dịch, Đức Chí 28 tuổi thường xuyên bay sang Mỹ để công tác. Nhưng sự xuất hiện của COVID-19 gây ra những khó khăn trong việc đi lại quốc tế suốt hơn một năm qua. Cũng như anh Chí, một số người Việt từng gặp trở ngại bởi giới hạn nhập cảnh Mỹ đặt ra để phòng chống dịch COVID-19. Họ phải bỏ lỡ những chuyến công tác quan trọng hay dịp thăm người thân vì ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, từ ngày 8 tháng 11, Mỹ nới lỏng đáng kể các lệnh hạn chế nhập cảnh và bắt đầu cho khách du khách đã được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào nước này. Việc Mỹ mở cửa không cho mang đến lợi ích cho những người đi hay công tác du lịch tới Mỹ như các cá nhân, mà tôi cần nhiều du học sinh nữa, Đức Chí chia sẻ với báo rằng. Nguyệt Hà 27 tuổi cho biết đây không chỉ là tin vui với bản thân mà còn là với nhiều người đang có ý định đến Mỹ thăm người thân, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các gia đình được đoàn tụ sau một thời gian đại dịch dài, ly tán và dịch bệnh. Trao đổi với tờ báo Vietnamnet, Nguyệt Hà bày tỏ vui mừng và xúc động trước thông tin Mỹ mở lại với những người nhập cảnh đã tiêm vaccine. Cô đang trong quá trình chuẩn bị thủ tục đi tới Georgia, Mỹ vào cuối tháng 11 để bắt đầu công việc mới tại đây.
Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được từ các tờ báo nổi tiếng trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nước ta. Quý vị đi ra ngoài đường hãy đeo khẩu trang và thực hiện 5K và khai báo y tế đầy đủ. Còn chương trình hôm nay, do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Khi có thông tin mới nhất về tình hình trên, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật update gửi tới cho quý vị và các bạn tin kế tiếp. Còn bây giờ, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.